Hi, xin chào cả bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với series Minecraft mini game. Và đây là Noob. Và đằng sau của mình là Xin chào. Hay lắm. Rồi, không sao, Noob không tính toán. Rồi, thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với cái Minecraft mini game. Đấy, các bạn thấy không, hiện tại thì mình hiện tại mình đang ở một cái căn phòng chả biết là như thế nào nữa. Nói chung là theo tìm hiểu của mình biết được rằng là cái thử thách ngày hôm nay của mình ở cái mini game đó là phải vượt qua tất cả là 7 level. 7 level khác nhau, 7 cấp độ khác nhau. Mình nghĩ là chắc là độ khó khác nhau. Cùng với đó là một cái con boss ở cuối cùng luôn. Wow, có boss hả? Đúng rồi, nhưng mà hãy nhớ một điều rằng là ở cái mini game này nó sẽ không bình thường một chút nào. Bởi vì nó sẽ nó có những cái thử thách nó chôn mình ấy, thế nên là không nói chung là không đơn giản. Chúng ta phải suy nghĩ một cách logic. Logic là được gì? À, nói chung là đi tìm cái nút đi. Đây, nút đấy. Ấn luôn. Đó. Đấy, trời ơi. Ok, đấy là cái ví dụ cho chúng ta đấy. Nó chôn đấy hả? Đấy là cái ví dụ chúng ta đấy. Trời ơi, không có gì là đơn giản đâu. Thế thôi, tìm cái nút khác đi. Nút nghĩ rằng có cái nút khác đấy. Mình có nút nào ta? Chắc chắn là ở quanh đây là có cái nút đó. Mở dương nào, không có gì luôn. Có mấy cái quyển sách này, chắc là sách hướng dẫn. Chắc chắn là phải có một cái gì đó. Ui, này. Trời ơi, này nhìn thấy nút gì không? Wow, nút đá này. Đây, trước mặt cứu này. Sau này. Trời ơi, kích vào luôn. Đâu rồi? À đây rồi. Rồi, chúng ta đến với hình như đây là chắc level thứ 2 rồi. Ơi, đây có nút này. Ủa, nhưng mà kích không có được. Đừng bấm, lại chết. Thôi kệ đi, chúng ta cứ thử đi, không thử làm sao biết. Rồi. Chết. Bao nhiêu lần đấy? Rồi, ơi, được rồi. Kêu ấn vào cái nút đầu tiên đi. Trời ơi, rồi. Rồi, okay. Level đầu tiên đây hả? Hay là thứ mấy rồi? Đúng, chả biết rồi, chắc là level 3. Ơ, đây cái dương này. Hi hi. Kêu. Rồi luôn. Đó các bạn. Trời ơi, bốc khói, bốc lửa. Trời ơi, mình vẫn đang bị bốc lửa này. Kêu thế mà. Trời ơi, thôi ấn tiếp đi. Chúng ta phải qua mấy cái level này nhanh. Đó các bạn thấy không? Mỗi khi bị chết là sẽ quay trở lại level đầu. Rồi ở đây nút có cái nút rồi. Chắc là sẽ đặt ở đây. Thôi, ở đây đây được rồi, đừng. Đây có cái cửa vào lại. Đó, chúng ta đã vào. Vào đây. Kì vào đi. Ôi, ở đây có nút này. Ủa? Nút này bị vỡ luôn này, mình ấn. Rồi, lớn ấn chắc là còn cái nút này. Ừ? Bây giờ mới hoàn thành level đầu. Cái gì? Trời ơi. 3, 4, 5, 6, 7. Đúng rồi, đây mới hoàn thành level đầu. Rồi, trời ơi, mình cứ tưởng bấm cái 2 đây này. Trời ơi, bây giờ mình mới tưởng là đã sắp hoàn thành mini game rồi, hóa ra bây giờ mới hết level đầu ạ. Trời ơi, đây lava, bên này là gì đây? Bên này là nước à? Bên này rất nhiều cái nút này. Trời ơi, đây có cái nút này phải không? Đây. Đường vào. Kêu xuống đây. Kêu. Trời ơi, xuống đây, bây giờ kêu ấn vào cái nút cái đi. Để nút vào nào, ấn vào nút đằng sau luôn kìa. Đây. Trời ơi, kêu. Đó, trước mắt kìa. Rồi, nút vào đây. Đó, ở trong này có hai cái nút, chúng ta ấn vào nút vàng đi. Hoàn thành level 2 rồi. Sao nhanh thế, sao level 2 nhanh thế? Đơn giản đấy. Rồi, nhạc này hay đấy, tinh luôn. Level 3 đây. Level 3. Chắc có nút đấy, vào. Trời ơi, mới tưởng cái kiểu. Trong này có cái gì? Wow, kill. Rồi luôn, chết luôn. Rồi, bạn thấy gì chưa? Rồi, chúng ta vào lại lobby đi. Trời ơi, cái này phải, chắc là mình sẽ phải chết rất là nhiều đây. Bởi vì mấy cái này nó toàn chôn rồi mà. Chúng ta cẩn thận. Bây giờ làm thế nào? Để ý nhá, để ý kỹ cái nút. Kill không vào à? Kill đang đứng nhìn. Tào lao. Về how to. Trời, how to không bị lừa ra. Sao lần này không bị? Lần này không bị ta. Lần này không có bị nữa. Nhưng mà làm nào để vào đấy ta? Để ý kỹ ra xem có cái nút nào ở xung quanh đây không nhá. Chúng ta phải để. Đây, có cái nút rồi. Đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Tào lao.
Nút ở đấy là nút ở đấy là ấn ở đây mà. Ồ, trên này có cái nút like. Sao lại thế nhỉ? Toàn lừa nhau thôi. Toàn lao. Hả? Buồn cười thật. Đó là kiểu ấn lại nút đấy nè. Rồi. Đấy. Bê hao tu. Rồi mình tắt cả. Mình vào lại nữa. Sợ thế nhỉ ta? Kiều chui trong đấy rồi. Cái gì ở đây ta? Ui. Vừa cái gì sáng lóe lên đây? Ô không biết vừa. Ô. Ô, cẩn thận. Nguy hiểm. Ôi. Cẩn thận. Đâu Kiều chui vào đấy nào. Kiều chui lại đi để cho cái kia mở ra nào. Từ Kiều đang mở cái cửa ra để tìm nút. Sao sao? Rồi đừng mở ra nhá, để nút đứng ngoài đấy, cẩn thận rụng cả hai giờ. Uai! Trời ơi. Để thử thách vậy. Trời ơi, nút từ A để nút vào lại level 3 đã. Khó ta. Cái này làm thế nào để từ nào. Nút này là nó chỉ để mở cái cửa này thôi. Trời ơi. Kiều toàn mở cái cửa kia nó có cảm ứng, cảm biến này à. Kiều mở cái cửa ấy ra nút bị rơi à. Tẩu lao. Ok, ra đây đi. Mở cửa ấy ra. Kiều đứng đây không làm sao này. Thế làm thế nào chúng ta ra khỏi đây ta? Thế là phải đi tìm cái nút đó các bạn ơi. Nút tìm trong đấy đi, Kiều tìm vào này. Chắc chắn là mình tìm được cái nút. Vừa lại có một cái nút ở đây mà mình ấn một cái lại bị vỡ luôn. Tài thật. Mở vào ấy. Rồi đây, không có luôn ạ. Nút ở đâu? Trời ơi, khó vậy. À đây. Trời. Đây. Từ. Đứng yên. Đấy, lúc nãy Kiều đang thấy trong đấy thì nút cứ bắt ra. Đứng yên. Từ nhá, để yên nhá. Rõ ràng ở đấy có một cái nút kìa. Đúng mà, ở đấy có một cái nút mà. Nhưng mà nó có tác động gì? Để mình vào mình ấn lại đi. Nhảy. Trong phòng trong kia. Hình như là mở được cái cửa ở trong này thì phải. Đâu, chả có cái gì. Quê. Mở trong kia vào nè. Trời, chúng ta rất là khó khăn đây. Thấy nhảy trong này mà. Tài thật sao không được nhỉ. Kiều qua đây nào Kiều. Ơi, nút ở thử ở đấy, nút bấm đi. Kiều, bây giờ Kiều ra đây ấn đi, để núp đi phát hiện thôi. Nhanh, ra đây. Kiều bây giờ ra đây ấn nút này nhá, để núp. Đâu, ra đây. Đấy, Kiều vào đây ấn nút đấy đi. Để núp đứng đây xem cái gì nó mở. Ấn nào. Ấn rồi. Ôi, đây. Ừ, ấn lại. Trời ơi, hóa ra là phải một người ấn các bạn ơi. Một, rồi ok. Rồi, hóa ra là một người ấn một người. Ồ. Đâu rồi? Làm sao Kiều đi được? Thôi không cần, hoàn thành rồi. Hoàn thành. Thế về lobby ạ. Ờ đúng rồi, Kiều về lobby đi. Nút hoàn thành level 3. Đó, cái này phải chơi. Mình nghĩ rằng phải chơi hai người các bạn. Chứ chơi một người là không bao giờ qua được cái màn đấy luôn. Kiều về lobby đi. Chúng ta đến sẽ đến level 4. Rồi, hì hục từ vừa lấy hóa ra là phải cần. Rồi. Cái này là làm nào. Oh. Trời ơi. Wow. Bẫy. How to qua đấy. Từ để biết. Ai ui. Rồi ok. Ơ dưới này có cái nút này. Xuống tìm đi. Thử lại. Bởi vì là cái này có nhiều cách thoát ra mà. Đấy nhá, ở dưới này có cái nút các bạn ạ. Rồi, nút vỡ luôn ạ. Tào lao. Trông có các bạn thấy không. Bấm. Chơi nào. Trời ơi, khó thế. Rồi, mình sẽ qua lại. Mình phải làm được. Ây ôi. Trời ơi, nhảy ngoài. Ây, trời ơi.
Kiều ơi, hình như là ở cái chỗ đoạn núp nhảy là hình như có cái block vô hình ấy. Thật á? Ờ. Để thử lại nào. Rồi. À, Kiều nhảy núp lại bấm à. Đâu làm gì có bấm. Rồi ơi. Kiều. Sao tự nhiên lại thụt vào thế? Núp đâu có biết đâu. Ui, đúng ở đây có block vô hình luôn này. Rồi, là ok. Mình biết cách để qua rồi á. Chứ làm sao mà có thể là nhảy kiểu gì qua được đoạn dài dài nhá. Rồi, để núp thử lại nào. Cố lên. Ui, vẫn bị lỡ kìa. Trời ơi. Khó ta. Ừ nhá. Lần nữa. Kiều nhảy đi, Kiều có nhảy không? Không ra để núp nhảy này. Kiều nhảy. Nhảy đi. Chưa bấm. Trời ơi. Ông. Chờ Kiều nhảy đến ngày mai. Rồi. Rồi. Núp nhảy được rồi. Wow. Ở đây có mấy cái block vô hình này. Kiều rồi. Rồi, ok, nút qua được rồi. Oh, ở đây có cái nút luôn này. Oh. Rồi ơi. Trời ơi, cái level nó khó kinh khủng luôn á. Rồi, chúng ta đã lên được đến level 5 rồi. Trời ơi, mình chết bao nhiêu lần rồi ta? Ui, mình chết 14 lần rồi. Oh my god. Rồi. Cái bạn Zik Gamer Pro kia chắc là chết ít nhất game à? Không, chắc thế, chắc là chết 9 lần là ít nhất rồi. Mình chết 14 lần luôn. Rồi. Ok mình sẽ. Wow. Kill. Ở đây có nút. Rồi nút giả. Rồi. Rồi các bạn thấy không? Tất cả đều là giả dối hết. Rồi. Từ nha. Thế để tìm xung quanh đây xem có cái nút nào. Kill thử đi nào. Ơ sao kill không sao? Ơ nha. Đó. Ơ. Nút. Trời ơi. Chắc là kill chạy nhanh hay kiểu gì từ để lúc thử lại. Các bạn thấy không? Các bạn thấy củ chuối không? Kiều đang đứng đây rồi mà. Khoai. Quay. Rồi ok, chúng ta phải chạy nhanh. Trời ơi, đi chậm từ tốn. Ôi đây có cái cửa này. Ồ cái gì đấy? Sát thương tức thì là sao? Cái gì sát thương tức thì đấy? À một cái bình thuốc uống nhưng mà thôi nó cũng chả uống đâu. How to. Mình làm thế nào để chúng ta có thể. Thôi các bạn thấy không? Đây ở dưới này này có. Đây có một cái nút. Đâu? Kiều ấn nào. Xong. Ôi trời ơi, nó mở cửa thì nó bị lắp vào. Rồi ok, cái này là phải tinh tế này. Cái này một lần rồi Kiều biết. Rồi ok, chúng ta đến level 6 phải không? Đây đúng rồi. Trời ơi, cái nút bên kia kìa. Nút bên kia hả? Cái này có phải bắc cua qua bên kia hả? Rồi ok, thử xem nhá. Thử xem rằng ở bên kia. Ui. Rồi, để nút qua bên. Để luôn ở bên kia không ta? No. Trời ơi, Kiều cứ đấy mà no. Ui, ở chỗ kia có block vô hình. Ở đâu? Lại lừa mình. Trời ơi, mình nhảy quả đấy là nó bị block vô hình đẩy xuống luôn ạ. Rồi. Ôi lại rồi. Mấy cái này là toàn đi lừa người ta thôi. Trời ơi các bạn ơi. Mình hay là ấy. Đây này, block vô hình ở đây à. Ở đâu? Đấy nha, mình thử nhảy lại nào. Đó, không có nhảy lên được kìa. Trời ơi. Rồi ok, không sao. Chúng ta chết nhiều cũng để cho nó có kinh nghiệm. Rồi. Hây. Trời ơi. Kiều thử ấn cái nút kia nào. Nút nào? À ừ. Ấn thế nào? Kiều thử ấn thế nào. Trời ơi, nút giả luôn. Rồi. Mình chết 19 lần rồi đấy. Các bạn. Núp ơi. Ai ui. Sao? Nhảy bên đấy bị chắn thì thử nhảy sang bên này đi. Thôi từ đã, để núp chết đến 20 lần rồi. Thôi để núp chết thêm cũng chắc chả sao đâu. Ây. Rồi. Ai à. Đẩy nhau xuống kìa. Trời ơi. Bên này là chắc chắn là có block vô hình rồi. Nó chắn hết chỗ đoạn là không thể nào mà nhảy qua được rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi một cách đó là nhảy qua bên này thôi các bạn. Thì mình sẽ nhảy qua bên kia đã. Ôi trời ơi, nhảy ở đây thì làm sao qua được. Lại bị chết lần nữa. Nhảy lại. Rồi ok. Đấy đúng rồi, chọn sang cái cục bên này này. Mình nghĩ là chỉ còn cách bên này để có thể nhảy qua thôi. Đúng rồi, cố lên. Thử nhá. Nhưng mà bên đấy xa lắm. Ừ, thấy cũng xa ta. Sao vừa lấy cái nút kia lại ấn bị hỏng nhỉ. Rồi ok, để mình thử. Ui. Trời ơi, ở đây có block vô hình ở đây luôn ạ.
Trời ơi, nó làm cho khoảng cách xa là mình sợ mình phải chọn đường khác, xong cuối cùng nó ở bên đấy. Đúng rồi, lừa người. Ủa? Nút này không có đường này. Ủa thế nút nào? Uê. Trời ơi, nó lại chôn rồi các bạn ơi. Nó lại chôn rồi. Thế là những cái chỗ này có nút nào không ta? Nút này không được này, thế làm thế nào? Làm thế nào? Tôi để nút xem lại nào. À, ở đây có một cái nút. Trời đâu? Ơi. Nó lừa kinh khủng vậy. Đó. Đâu? Một cái hố ở đấy hả? quay lại, về đây. Tào lao thật. Mất công bắt mình nhảy qua tận kia. Rồi ok, những màn chôn thì không có gì là ok, không sao. Chúng ta bình tĩnh đi. Đâu, kiểu ấn đi, kiểu ấn đi để nút xuống. Ok, fine. Rồi, ok, núp đến rồi. Kiểu TP vào đây. Thế may có kiểu đứng lại chỗ đấy. Nhìn quanh không thì chắc. Trời ơi, thực sự là mình rất là bực. Mất công nhảy qua tận kia. Trời ơi. Rồi, ok, chúng ta có gì. Ê, cẩn thận nhé, cẩn thận. Ui, ui. Bây. Kiểu đi trước đi. À, từ đã. Đúng rồi, chạy. 1, 2, 3, chạy. Ai ui, ui, rồi. Ôi, có nút đây rồi, ấn. À. Thôi. Nút, ơi, ở đây có cái nút này. Trời ạ, được. Oh, ở đây, kêu chạy đây, nút thấy rồi. Không phải nút đấy mà nút này này. Đây, ở đây. Kêu ấn đi, ấn. Đúng rồi. Yes. Rồi, chúng ta đến bàn bốt luôn rồi này. Rồi, đó các bạn thấy không? Rồi ơi, vượt qua này không phải dễ đâu. Ok, chúng ta đến gì? Chúng ta lại quay lại chỗ nào đây? Đâu, không phải quay lại. Ê, quay lại mà. Ồ, không phải quay lại. Rồi luôn, ở dưới này có. Kêu nhảy xuống đây. Nhảy xuống cái chỗ lava này này. Cái lava. Ừ, ở dưới này có một cái hầm. Uầy, hình như đây là nó tích lại trong mấy lần chơi luôn. Ờ, đây có cái hầm này. Giống như là vòng mấy ấy, bàn mấy ấy. Cái đoạn chạy thì, ôi, thôi, mình nhảy bên nước rồi. Tại sao? Chứ rồi, ở đây có mê cung. Tứa, cứu. Quay lại chỗ cũ đi, quay lại chỗ cái đường ấy đi. Rồi, ok, TP cũng được. Này, lên đây. Trên này có một cái mê cung này. Rồi. Bây giờ chúng ta phải vượt qua cái mê cung này. Rồi, ok. Chia nhau ra đi tìm đi. Rồi, chắc có lẽ là cuối cùng là cái mê cung các bạn. Ô, lại thấy nhau. Có vẻ là khó khăn đấy. Ô, lại thấy nhau rồi. Không, Núp nghĩ rằng là từ ra chúng ta để ý cái nút ở loanh quanh đấy nha. À, không phải. Tại sao? À, đây rồi. Đây rồi. Thấy chưa? Ồ, đây, ấn đấy. Trời ơi, các bạn ơi, ấn. Trời ơi, thay vì là gia công đi tìm thì... Trời ơi, cách dễ nhất. Ồ, đây. Không, anh ấn nó chui vào. Trời ơi, Núp chết ở đây rồi này. Núp vừa lấy cái nút xong rồi chết luôn đây. Các bạn thấy không? Mọi cái mà càng dễ dàng kiểu như là mình ấy thì chưa chắc gì nó đúng đâu. Thế nên là mình phải kiểu hách não đối phương ấy. Trời ơi, cái này đúng, nó tổng hợp từ mấy bàn vào đây luôn. Rồi, ok. Núp sẽ đâu, kêu đâu rồi? Kêu vào đấy hả? Thôi xong. Bấm rồi. Một cái mà nút đấy bị vỡ. Đây, Núp có cái nút ở đây. À, không được, cẩn thận. Đây, Núp vừa nhặt được cái nút đấy. Ơ, đây rồi. Cái này phải vào nhanh này. Hello. Bấm. Ai ui. Rồi, chúng ta lại qua đến cái bàn này. Ua, kìa, ở kia cái nút cuối cùng kìa. Cố lên. Từ ai nhưng mà để yên xem xung quanh đi đã. Mọi điều. Đấy, bắn nhỉ. Trời ơi, ở đây có cái. Ờ. Ui. Đó, nó lên đạn sẵn rồi, đúng rồi. Nó không biết nhưng mà nó thấy có điều gì sai. Nhảy một cái ở đây thôi là thấy. Đó, thấy chưa? Ui ôi. Miếng bên kia nó có cái đe. Ờ, đúng rồi. Từ, để xem đây, xem. Miếng bên kia có cái đe kìa. Ây ôi, bơi qua. Ây ôi, nó lại đẩy mình sang. What? Rồi luôn, cái đe đấy là đẩy mình. À đâu, cái tấm áp lực kia là đẩy mình. Rồi, ok, mình hiểu mấy cái này rồi.
cái la, cái lava đấy là cũng ấy rồi, nó không rồi. Kiều đang cố bơi trong lava. Trời nha, khó quá ta. Mấy cái này thực sự là mắc khó luôn ạ. Vào. Rồi ấn vào đây luôn. Vào. Ây da. Trời ơi Kiều. Kiều. Rồi ok, bây giờ mình sẽ này. Dừng sao? Quay. Trời ơi. Anh ơi, lên. Rồi. Mình biết cách thoát khỏi cái đơn giản này rồi. Ơ sao lại Kiều lại cố bơi trong dung nham này? Ở dưới này ấy, ở dưới này là nó chỉ có kiểu như là có một cái block thôi, thế nên là mình có thể bơi ở trong cái dung nham này được. Đó các bạn thấy không? Mình chờ tí nữa. Rồi, hết đó, phải đứng đây một lúc là hết. Lại hết cái hiệu ứng lửa ấy, mình có thể là bình thường rồi. Wow. Wow, nhanh. Rồi, wow, lại là cái gì nữa. Rồi, ok. Thôi, chỗ này vẫn là bẫy. Ủa, chưa. Rồi, luôn, ở đây vẫn chưa hết các bạn ơi. Ở đây hiện tại đây là cái gì đấy? Kiều ơi, TP qua đây xem nào. Đây. Rồi, à. Đây, Kiều đứng ra đây xong rồi ngắm chỗ kia để núp ấn cho. Không, bị rơi. Đây, nhìn pháo hoa này. Rồi, có lẽ rằng là kia là bàn cuối cùng các bạn. Con Gatorade này nó chúc mừng mình vào pháo hoa các kiểu ở bên kia kìa. Chứ còn ở dưới này mình cũng chả biết gì. Thôi, chúng ta thử xuống xem cái này có gì. À, đúng rồi, con Gatorade chúc mừng thôi, mình chết rồi. Trời ơi. Rồi, chắc chắn là có lẽ là đấy là cái hoàn thành cuối cùng rồi. Đúng rồi, hoàn thành rồi các bạn ơi. Đấy là level cuối cùng. À, tớ xem. Cái gì? Buy and hit là cái gì? Unique. Trời ơi. À, mấy hình như chắc là mấy cái đấy để hướng dẫn. Nhưng mà đây là mình hoàn thành hết rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 level cộng thêm một level cuối. Mình cảm thấy rằng là cái level cuối là level ok, bình thường. Không có gì là khó. Mình khó nhất ở mỗi cái chỗ đoạn, mấy cái đoạn lừa kìa. Trời ơi, mệt thật. Rồi. Lừa luôn. Hôm nay chúng ta đã vượt qua cái thử thách ấy, cái mini game, vượt qua những cái map có độ khó nó thì bình thường thôi, chôn là chủ yếu đấy, chôn max level rồi. Và cuối cùng đã vượt qua vào một cái tên dính vào tay của núp đau quá. Và nếu các bạn yêu thích cái series này, yêu thích cái clip này thì đừng quên để lại một like cũng như là comment ý kiến của bạn phần ở phần phía dưới nha, để xem rằng là cái màn nào, level nào có độ chôn khó chịu nhất. Và đừng quên qua kênh của Kiều để ấn đăng ký để ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.